Ủa là chị bên Mỹ về hồi nào? Cái gì? Sao biết sức của em đó hả? Nghe thấy trên mạng chứ thấy người ta chị. Trời đất khánh thiền thiên đụng ơi, bữa nay chị ở Việt Kiều Mỹ em mới đón ship chị, chứ bình thường Việt Nam em ngủ tới 11 giờ mới thức. Nhân viên ở đây nó hổn chữ em hoài à. Nhưng tại em chủ kia mẹ cái cha em muốn ngủ sao ngủ, đâu dám nói. Mà bữa nay chị cũng ngựa ngựa nữa. Ủa cái tánh em vui quá, xin lỗi chị. Biết đó vui. 7-5 giờ bảy mấy bảy mấy vô nhà người ta bỏ gõ cửa một khô bà nội. Mà tại vì thương Việt Kiều đó, Việt Kiều là phá trời mình, Việt Kiều chắc tư trời. Nè, nè. Giàu, mấy người giàu đâu cho nắng. Ê, này lấy nón cho cô con. Che cho nắng cho cô. Quạt, nóng không? Về sao nóng không? Da qua đây là mày che mày cháy mặt tao luôn hả? Nóng không? Cô bên Mỹ mới về, cô bên Mỹ. Bữa nay cô bên Mỹ vô khô của mình đó con. Trời thương, ở bên Mỹ con coi. Coi cái clip tại ba nói cái diễn trả cái thằng ở bớt cùng đó là con trai nữa. Bà này cũng ngộ nhỏ gì khùng đâu, nhìn mặt nó kìa, bò nè, bò, bò. Lắm cha, cha mẹ nó hiền dữ lắm, hiền đánh bài không à, không làm gì trơn á. Tiền như là về, tiền như là về là cho cha mẹ đánh bài trơn. Bởi tôi tức, nhiều khi tôi buồn tôi tức bà. Thương. Bởi vì tôi giữ tiền cho hết trơn, tháng tôi cho nó con triệu hả? Bởi như tôi giữ. Bởi vì mấy bố là có vợ có con á, tôi hương quy định nó rồi, nó có vợ có con thì tôi trả tiền lợi mà không có vợ con tôi lấy luôn. Nắng không? Bà nắng không? Đậu mát là mát, chết luôn. Hỏi con vô con lấy cái nón cho trời ơi sau này con quạt cho cô còn lấy cái quạt, lấy cái quạt nữa con, lấy cái quạt cho cô con. Rồi lấy quạt cho cô, thông cảm đi, lấy cái quạt cho bạn cái nữa nha. Cái này hả, cái này bà viết miệp luôn, lấy cái ấy luôn nha bà ấy. Trời ơi mới ngủ vậy chưa có tắm rửa hết trơn bà nội ơi, chết mẹ quên răng nữa rồi, lấy khẩu trang cho ta luôn mày ơi. Trời ơi bình thường 11 giờ mới thức, mới 7 giờ. Trời đất khánh thiền khi cái nổ mày giặt cái banh cái mỏ bà gì. Ông bà nội, ông nội ơi, cái quạt này đây là quạt mát con, quạt mát. Người ta Việt Kiều chứ một cái tao gùi mũi kiến giác sao mà lấy đâu quạt. Trời ơi là trời. Không, nghiệp nó. Còn bữa nay về mua mấy ký? Mấy chục ký luôn hả? Mấy chục ký giảm giá đặc biệt luôn. Bán ta 22, bán bà chừng 215 ngàn đi không? Giảm giá dữ lắm rồi đó. Tội vì đi nước ngoài á, biết không? Hút chân không rất là kỹ, rồi phơi khô rất là kỹ, hốt chân không hai lớp, tiền nhân công rất là nhiều, nên đâu có giảm được nhiều. Đừng có đụng cái tay vô dơ. Lấy cái tay cho cô con ơi. Trời ơi ông nội ơi, hôm nội bỏ luôn đi. Mà chịu khó chịu khỏi. Thôi ông nội tốn đề, trời ơi ông nội con lại cha điện đâu tới đây. Nè họp cái nè, họp cái đây đi, họp cái đây kim điện. Thôi, chỉ cần ta nói ta hổn với mày. Thôi đưa cái tay cho cô cầm cái đi. Không cầm nha bà, điện đâu ra đây mày kêu quay điện đi đi nè. Hả? Nói gì vậy? Nè. Rồi đúng rồi, phong cách shop là vậy đó. Vô chữ cha mắng mẹ bà hơn nè. Cảm ơn chị. Phong cách như vậy. Rồi lấy cái, rồi cái nón đâu, trời che nắng cho cô. Lấy cái nón ra con. À, rồi đó, ba lường cái bà xa đó bà. Lường cái bà xa kìa chị. Lường cái bà xa. Cái này ha, bữa nay có thẩm ướp gia vị ăn rất là ngon, biết rồi đó. Gì dạ? Cái nón lá. Cái nón lá đưa cho con rồi, thấy đâu quá cho cô. Nổi mình nó mất cái tiền bo rồi, mất cái tiền bo nãy giờ 1 triệu tán rồi lộn đó. Ủa trời, người ta Việt Kiều mà chỉ chủ người ta không có tiền bo gì. Tiền bo. To đó. Chị, tội nghiệp quá thôi. À, cái này là cái gì lường lường gì mà bà ơi quảng cáo đúng không? Dạ. Nè, trời ơi là trời thôi trời vậy. Thôi nè 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 con. Tư vấn cho cô cái vụ lường đi. Tao làm được cho tao đợi luôn chứ rồi. Cái tiền bạc là trên hết. Tư vấn lường đi, ăn sao ngọt sao vậy sao nói cô anh. Đặt hết rồi tao cho nghe đi tao. Nói cho cô nghe nha, con nói cho cô nghe nha. Trời ơi trời ơi gì đó. Cô Việt Kiều chứ đâu phải anh ca công an đâu mà mày rung. Nó lần đầu tiên làm việc các bà không cảm giùm nha. Rồi nói đi con. Trời ơi, lộn bà nội ơi, tôi tưởng mày Việt Kiều không nội. Lương ba xa. Ờ. Vậy vô ăn. Nghe hết câu chuyện, nghe hết câu chuyện. Bà làm nó buồn cái là nó ấy. Bà đừng có tắt cái giọng của nó đang nói là bà đừng có tắt cái giọng của nó. Ví dụ như đang nói chuyện đúng không? Là bà cắt ngang là nó run run vậy đó. Bởi vì tôi ừ đừng có nói vậy. Nói đi con, đừng có nói chứ. Lương ba xa nha. Ăn ngọt, ăn ngon. 120 ngàn một ký, qua Mỹ thì còn 120 ngàn luôn, không bớt được. Đừng quá xa nha. Ăn cơm nha. Không có mặn lắm nha. 120 ngàn nha, một ký. Đi qua Mỹ, qua Úc, đặc biệt Việt Nam mà đi hết luôn nè. Tôi nói tôi bán hàng á, tôi biết người nào Việt Kiều nước nào luôn, bà tin không? Biết sao? Thần Thái với cái nước hoa chà né gì đó, nãy thì gục phần cầm ba lần nước hoa chà né nó bay sạc sạc luôn, khô của tôi còn thơm hơn nước hoa chà né của bà nữa. Ôi trời lột
tước hoa của bà thơm mà khô của tôi nữa, đúng còn nghe cái nút hoa cô không? Trời ơi, ở Việt Nam mình không có bà mà mặc cái áo mà dù cái rúng rúng cái cô này người ta sợ lót cái vú nè. Cô là nước ngoài nó dễ lắm, nước ngoài người ta ăn mặc dễ dữ lắm, chứ không phải như mình đây lòi vú ra là người ta chửi liền kiểu vậy đó con. Trời ơi, nãy giờ ta tưởng tao ở đợi không tiếc, tao mướn mày giờ nữa tao tưởng tao ở đợi không tiếc. Cái này là bóng sao vừa hư tóc cô con thằng này mày vô thôi nè, không cần nè nè con cầm về chơi rồi đừng có tóc của bay giờ giờ hư thôi. Được rồi, được vậy, được rồi, được rồi. Cầm đang giống bị nấm đầu. Này là bóng. Ôi là trời, cái thằng này cái gì vậy trời? Con cầm cái con vuốt nhẹ lên vậy để coi cô á. Cô là không có bị dơ cái mùi mồ hôi với bằng khô của mình. Con đừng có gút cái đầu cô rồi gút cái đầu giả cô ra làm sao? Bóng bò chị, đừng có kêu chữ bóng mà chị xin. Ủa, sao mà mắc mới gì? Giống phẫu thuật con Mỹ nghe con bóng cái đó đế đế lử liền. Cái dạng như mấy đứa nó đụng tới cái vụ mà giới tính của nó ngại. Trời ơi mình BD nói gì. Ủa mà trời ơi mình phẫu thuật thẩm mỹ nói gì bà lại đi. Giờ ai cũng sống bình thường tử tế có đâu ngại. Đang định nói bóng gì nó nắm đầu nó giật ngược luôn. Ờ vậy hả? Chứ sao tôi nghe từ bóng mắc cỡ rồi. Bóng vừa nói nè. Ông coi nè, thằng này nó mới dữ nè. Nhưng mà phẫu thuật thẩm mỹ hay giới tính không? Nhìn đập đàn ông thấy mẹ luôn. Ê, còn cái nét này nè. Cần phi đài xíu nữa. Là y chang đàn ông luôn. Y chế thằng ông luôn. Thiệt vậy chứ. Bóng. Ê, bò nghe nè. Hình như là cái thằng lính của ông á. Nó có thù với cái từ bóng nè. Đó rồi. Thôi vậy đi con. Rồi, con quạt quạt nghe cho cô. Trời ơi. Thôi nghe mình bình tĩnh nha. Con quạt mình nhẹ nhẹ cô quài đi. Rồi. Được không bà? Ê, gối kẻ. Ôi trời, mừng quá. Thành công. Ủa sao vậy? Cộng đồng mạng nói tôi phơi gô không có gùi là tự nhiên là bị tẩm quá chất, bây giờ có gùi rồi là cô nào không có quá chất. Mọi người đem bắt mấy gùi này về cho ba má mấy đứa đó ăn đi. Ừ chứ sao giờ cộng đồng mạng ai mà nó không có gùi đó. Ừ nè nè đó bay lên đó bắt về cho ba má mấy đứa đó ăn đi. Dạ nhưng mà có đó là một số cho chị cho nói vậy chứ quay xíu không đi mua đồ của em tội nghiệp. Gì hả? Bóng bò này nè, chồng chị mà có ăn nhậu á mua về cho nó vị ngọt nha, tôi tặng bánh me luôn mà ở Mỹ không tặng được hả? Thì đúng rồi, tao nói rồi mà phải hôn chưa xong ai chị ấy bà. Đây nè. Mà bên đây nè, qua đây nè. Đó nè. Ngủ mấy thức chưa nó văng nãy giờ nghe thôi không? Hôi hơi khô đúng không? Kệ lỡ đi bà, lâu lâu bà hửng cái mùi đi. Trời ơi trời, người ta mới 7 giờ bà nội. À mày quen rồi hả? Quen rồi. À, cái này là khô ngát gì mà thịt mỡ mỡ gì đó. Mỡ. À. Mỡ. Mỡ. Ok. Mình mỡ chứ không có mỡ, mỡ. Khô ngát này mà thịt mỡ mỡ không sao có. Mỡ. Ok, mỡ. Thịt mỡ. Khi mà hút cho không về mà bà mốt bà thấy cái mỡ của nó ra đó, cái mỡ của nó ra đó. Tưởng nước chứ không phải là mỡ. Mỡ. Ok, 200.000 một ký, mắc không? Với nước ngoài về đây xe ba cái này trời ơi ăn một tô hủ tiếu cái chung là tiền bạc chảnh bển nó nhiều lắm bà. Bà nhiều khi bà ngồi bà gà neo cho người ta đó, thấy không? Mà cả bóng chân ta hú định hú quắc đó. Trời ơi kiếm được nhiêu tiền đâu mà về Việt Nam đổi ra nhóc bất trơn, đúng không? Như bà ở đợ cho người ta vậy đó mà về đây trò giàu sang. Con chim. Hả? Chim dễ cưng quá à. Chưa có phẫu thuật bà nội không? Còn. Con chim dễ cưng. Còn. Má ơi con nói con chim kìa. Trời ơi má từ xương mắm nó quỷ lầm. Từ cái vụ này. Trời ơi. Nó bước rồi đang khô kiếm. À. Rồi tự nhiên cái nhìn xuống con chim tôi tưởng thấy gì nghe kêu kêu đó tôi tưởng bà nói con chim tôi đẹp đây nè bà nhìn là hết hồn tôi chưa phẫu thuật mà bà nhìn thấu mắt vô là hay ghê hồn luôn. Thôi đi bà nói nhiều chuyện bà này không muốn quạt cho cô con lưỡi trâu kìa bà nói bà hỏi lưỡi trâu sao bà không coi lưỡi trâu này nhiêu ký có khi 200 có khi 220 cái 140 tùy lúc mà lấy chim tại con bự con nhỏ giống như năm nay bà về là bà như vậy nè năm sau bà về bà phù lù lên ví dụ vậy không năm sau bà ốm nhôm nhách cho nghèo đói vô vậy báo giá hỏng chính xác được mẫu nào vô mẫu nấy. Ê con nói con gì vậy? Hả? Con cá dồ phải không? Nè bà lên coi mấy người khách của tôi á nghe bà. Trời ơi cô đi rồi con ơi con đi rồi trời ơi coi bà có tiền không? Bà có tiền không? Cho bo cho nó 20.000 được nó dự nhiên nó không bo là nó khùng khùng điên điên nhé. Đi xíu ơi. Ê đi xíu tính tiền cho tính cô bo con cá dồ này đó cái bộ hổm cái bà ở bên Úc ở về đây nè xong ta ba biết không bà tốn tiền nguyên hàm răng. Dạ. Quỷ nè khùng nè kể cái vụ đó con cái chỗ mà nó cái dồn quốc chủ banh cái hàm răng phía trước đó nhớ không có. Cái dưới bà nội à. bà nói chặt một cây nó là nó cái bảo này giống cái con gì người ta nói con cá tra đó cái dồ lộn cái dứa à. Cái dứa nuôi đồ
cũng bự nha, da nắng được luôn. Nó to, ba con còn ký à. Nếu mà bà đi bên Mỹ bà lấy nhiều ký? Bà lấy cần xé không? Một kiện nghe thường thường 23 ký á. Kiện 23 kg là 1 kg là 4 con, và cái khi mà tôi hút chân không cho bà là tôi hút chỉ và tôi phơi khô thêm tí xíu nữa. Nói chung là tôi kết thúc một câu chuyện nè, bà muốn bo cho nó không? Có bo cho nó không? Không bo qua tao mày. Bữa nay quá trời. Bo ha. Cô có bo không? Có bo. Gì đồng tiền xương máu. Cái dứa của bà tôi bán là bao thị trường là mắc hơn thị trường. Hứa với bà bao thị trường là mắc hơn thị trường. Mà tôi bao một cái này nè. Thứ nhất là bà về bây giờ nè, tôi mà tặng cho bạn con bằng hơi cho bà xách về đi. Bà có đem bà có đem giỏ xách theo không? Không. Bà xách con về bà ăn trước đi. Bà ăn không ngon á. Bà chẳng hay bà nội ơi, bà nội ở đây không phải cái lúa bà nội không có chợ, người ta nói con cá nó bị chọt chọt xuống nó lủng thịt là con cá sình đó chọt nè, con có bị lủng không? Đậu đức luôn rồi, bà có cộng phung này không? Cho cộng phung coi, có cộng phung không? Lấy đồ cục đi. Thôi đi gà bà ấy đi bà. Nhưng mà gì vậy nghe sao? Tôi chấp nhận tôi coi ông. Tao khó chịu quá. Thôi bà sỏ tấm ra giống bà cùng ấy nè đây. Trời quên. Ý sao cái shop của tôi diễn hài viết nó quen. Chứ bà đẹp dữ lắm. Bà này tối nào kia, ê tiếc. Tối nào kia bà đóng phim ma bà đồ trắng vô cái thiệt. Ma này là ma cô hồn luôn. Ma cô hồn chứ không phải là ma thường. Ê camera mà có đây để chụp hình kiểu này á. Còn là ma cô hồn chắc nạn. Hứa danh dự với bà tôi mà có lợi, không ai quay phim với tôi chứ quay phim bây giờ ha, nhưng mà bình thường mà không kịp quay phim, nhân viên chưa có chứ mình đã quay phim rồi ha, nó lên bình luận nó là bà hồn chân ma cô hồn cắt đảng. Ma là từng nói là ma là bình thường, còn ma cô hồn cắt đảng là hứa danh âm binh luôn đó, âm binh không đầu thai được luôn đó. Thôi con, được rồi, shop vui, diễn hài á, chỉ như diễn hài á mà không có diễn hài nghe nói thiệt. Mấy mình chơi vô ăn thử đi. Ăn thử hả? Xách cái cho cô ăn thử con. Hỏi ăn con bự đi. Thôi nhỏ nhỏ được rồi. Con lại đó nha. Bà thì bà đúng chất Việt Kiều. Người ta Việt Kiều không sợ, người ta thì mỹ nách na kìa, không tại vì bà thương mình vậy hơn. Cái bà Việt Kiều quay ở Úc đó. Trời vô ăn lòi ăn học luôn. Ăn nó kiểu mà chảnh chẹ. Cái kiểu mà vô mà làm như mình Việt Kiều á, ở nó hỏi gì làm neo làm gì không, tôi nói chung tôi không biết nha. Vô trời ăn cái này. Trời ơi cái này kia không. Cô mình ý là người mình mời người ta con bự mà người ta ăn con nhỏ là người ta có cái đạo đức. Sống rất là đạo đức. Nghe không? Con tập thói quen như cô vậy nè. Sao đó thì rất là tốt.